cho mọi người. Đây là cá sạch một nắng nha. Đây là anh Phúc vừa chiên nè. Cái này, cái con này là nó béo béo sẵn rồi, chiên lên rất là ngon. Ăn cơm ngon lắm luôn, vì cái vị của nó là mặn vừa phải nha, không mặn lắm vì nó là cá một nắng nè. Đặc biệt cá này là nó có cái mỡ trong đây nè, béo lắm. Nó mập, con này mập ù à. Đó, chỉ cần chiên bỏ một tí ớt, ớt bột với lại tiêu là được rồi. Là nó thấm thát, nó cay là ngon rồi. Cái này ăn với cơm là hết ý luôn nha, cực kỳ ngon. Anh Phúc thích ăn cái dòng cá này nhất luôn, trong các loại cá thích ăn cái con cá này nhất luôn. Nó béo mà nó ngon, thịt nó ngọt nữa. Oh, ngon quá đi.